Hai chào bạn. Hôm nay test thử cái cổng Ethernet 1 trên con Aruba 225. Thì như các bạn đã nhìn thấy đây ha, chúng ta đang có phòng kết nối con laptop vào trong con Aruba 225. Và con Aruba 225 này cổng Ethernet không đang được cắm vào modem Mikotik. Và cổng Ethernet 1 phòng đã cắm vào trong laptop ha. Nhưng mà do là chưa có config cổng này nên hiện nay nó chưa có bật. Bây giờ Phong sẽ config cái cổng số 1 ha. Cổng Ethernet 1 ha. Đầu tiên là các bạn chọn. Đầu tiên là các bạn vào trong More ha. Đây, chọn này và các bạn Edit ha. Rồi. Các bạn nếu đơn giản nhất các bạn không biết gì, các bạn chỉ chỉnh một chỗ này thôi nha, up style. Admin ta set up rồi, cứ vậy các bạn nét tới ha. Rồi. Ok, là chúng ta đã chỉnh up cho phần chỗ này, admin status admin status ha. Rồi trong cái không một này chính là Ethernet 1, các bạn bật lên default ha. Ok, sorry, cái phong dùng cái nguồn BAS nó không bật Ethernet 1. Sorry sorry, không phải đi cắm nguồn xịn, lỗi lọt, thông cảm các bạn, thông cảm, quên 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 làm mà hoài mà cứ quên nha bạn, nguồn không đủ Ethernet 1 không bật được. Nếu nguồn cấp không đủ nó sẽ không bật được Ethernet 1. Bây giờ Phong restart lại nha các bạn, thông cảm. Để Phong tạm dừng cái để clip nó hơi bị lâu ha. Rồi, giờ chúng ta tiếp tục login vào các bạn ha. Này. Bạn nhớ là lúc nãy chúng ta đã cấu hình cái IP ha, cái IP cho cái cổng Ethernet 1. Và chúng ta cắm hiện nay cắm cổng Ethernet 1 vào laptop và cổng Phong sẽ kết nối cái quay lịch về lại con laptop ha. Các bạn sẽ thấy là cái IP quên cái quay lịch về lại con 225 ha. Nó đang có một chút cái conflict, có nghĩa là bạn hiểu rằng là lúc này Phong vừa có một cái Ethernet cắm vào một cái cổng số 1 và vừa có một cái quay lịch cắm vào cổng số 0 á ha, bạn ăn rồi. Rồi. Ok, để xem hai cái này ra IP là như thế nào ha. Đây, đây Phong sẽ nhận được IP là 1.51 từ con Bicotic thông qua quay lịch ha. Và cái này IP là 1.25 thông qua cái cổng Ethernet 1. Đây,
nếu như chúng ta coi trên này chúng ta cũng sẽ thấy. Nha, thấy không? Đang nhận được IP tổng hợp là IP của và config của phòng rất là đơn giản ha. Ok. Không chỉ test vậy thôi. Cảm ơn các bạn.